chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay Hảo sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một bức tranh phong cảnh. Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy nhấn like, đăng ký và nhấn hình quả chuông để Hảo có thêm động lực để làm những video mới nhé. Đây là cái phần 2 của bức tranh phong cảnh các bạn. Hôm bữa là chúng ta đã theo dõi cái phần vẽ xa, còn bây giờ chúng ta tiếp tục là đẩy gần, vẽ những cái phần ở gần các bạn. Khi mà chấm cỏ các bạn có thể sử dụng cái cọ dẹt như này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái cọ tải, cái cọ chấm cỏ cũng được. Thì như cái đợt lâu lâu thì Hảo cũng có giới thiệu về những loại cọ các bạn. Bạn nào mà chưa biết có thể quay lại vào trang chủ của cái kênh này và chúng ta tìm cái video mà giới thiệu về các dụng cụ vẽ, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Ở cái phía gần này chúng ta chấm cái màu ấm hơn một chút các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu đang vẽ cái bức đẩy sáng của cái cỏ phía gần. Thường thường vẽ cỏ chúng ta cũng có thể sử dụng cái cọ to hơn chút, nhưng mà cái bức tranh là nhỏ, đang người vẽ sử dụng cái cọ nó tương đối là nhỏ. Cái con đường này chúng ta vẽ
càng dần ở phía xa thì càng nhỏ và cái tương quan màu sắc nó sẽ nhạt hơn một chút, nó sẽ không không mạnh nhé. Bây giờ là chúng ta bắt đầu để đẩy sáng cái cây ở phía gần các bạn. Những cái vật thể ở phía gần này chúng ta sẽ tả kỹ hơn chút nhé. Ở phía bên điểm tiếp giáp giữa cây và trời chúng ta có thể chấm nhấn đậm nhưng mà chuyển cách nhẹ nhàng thì cái tranh của chúng ta nó sẽ không bị cứng. Phía trong thì chúng ta bắt đầu đẩy cái sắc độ trung gian của nó lên. Hôm nay là có cái bảng màu phía bên cạnh, thì ra họ sẽ không nhắc nhiều về màu nhé. Có màu gì các bạn có thể quan sát luôn. Khi đẩy sáng cái sắc độ trung gian này tạo, chúng ta bắt đầu đẩy sáng thì tạo khối quá, thêm sắc độ sáng để chúng ta tạo khối của cái lùm cây ở cái gần này. Thank you.
ở phía gần này chúng ta sẽ pha thêm một chút vàng nghệ để tạo ra cái sắc lá nó vàng nó ấm hơn một chút các bạn nhé. Để cho nó ăn nhậu với con đường, tại vì con đường nó rất là cam, cam đỏ, nó hơi nóng. Chúng ta sẽ thêm một chút nghệ, vàng nghệ để cho nó cảm giác như là nó hòa chung vào cái sắc ở phía gần. Thì nếu mà các bạn mà không đẩy vàng cái cây này thì tự nhiên con đường nó nhảy hẳn ra khỏi bức tranh, nó không ăn nhậu gì với cái bức tranh luôn các bạn. Tất nhiên là mình bàn luận thì bàn luận thế thôi, chứ khi mà mình vẽ lại như thế thì họa sĩ người ta cũng đã xử lý hết rồi, và mình chỉ việc dựa theo cái sắc độ người ta đã lên thì mình lên theo thì rất là dễ. Sau khi đi được một hai lớp của cái lá thì chúng ta sẽ đẩy thêm cái, chúng ta bắt đầu vẽ cành các bạn. Vẽ cành với những cái cây nhỏ. Ở phía đầu của cái cành mà tiếp giáp với thân cây chúng ta có thể vẽ dùng cọ to, nhưng ở phía đuôi thì chúng ta dùng cái cọ tỉa cho nó nhỏ. Sau đấy là chúng ta kết hợp đẩy sáng luôn các bạn. Các bạn mà chịu khó mở cái này mà vẽ theo thì không được giống 100%, cũng thể nào cũng ra cái bức, một bức anh em họ như là cái bức này, tại vì vẽ như này cũng hướng dẫn như này cũng rất là kỹ rồi. Sau khi mà đi hết cành cây là chúng ta bắt đầu đẩy sáng những cái nhấn nhá, những cái lá cây ở phía gần các bạn, tạo cái độ sáng cho cây, tạo cho cây nhiều sắc độ, sinh động hơn ạ. Thank you.
trong quá trình mà chúng ta đẩy thiếu đủ gì chúng ta có thể thêm vào, ví dụ như là chúng ta cảm thấy mà chưa đủ độ nóng hoặc là chưa đủ độ sáng độ tối thì chúng ta có thể thêm vào nhé. Cái đấy là tùy thuộc vào mỗi bạn xử lý thôi. Tại vì khi mà chúng ta như họ cũng đã nhắc rồi, khi mà chúng ta vẽ thì mỗi người vẽ ra một cái tỷ lệ màu khác nhau thì tông màu nó cũng hoàn toàn là khác nhau. Bởi vậy cho nên trong quá trình mà chúng ta vẽ vừa vẽ chúng ta vừa xử lý luôn. Ở đây thì cái đất ở phía dưới thì chúng ta sẽ đẩy sáng trước các bạn nhé, sau đấy chúng ta mới đẩy cỏ. Khi đẩy đất xong thì chúng ta bắt đầu vẽ trên phần cỏ nhé bạn. Ở cái phần đất này chúng ta có thể pha thêm một chút xanh nữa các bạn nhé. Còn vì sao pha xanh thì bạn nào quan sát thì có thể trả lời và thử xem là có đúng không ạ. Cái bức tranh này cũng gần hoàn thành, chúng ta có thể lui về xa và quan sát để thiếu gì chúng ta có thể thêm vào. Sắp hoàn thành rồi các bạn, chấm thêm một chút hoa nữa là ok. Hoa tím mộng mơ, tím hồng các bạn. Có một chút hoa vào là chúng ta cảm giác như là nhìn nó vui hẳn lên đúng không các bạn? Ok, bước cuối cùng là chúng ta sẽ lui về xa và quan sát thiếu đủ gì chúng ta có thể thêm vào. Và bức tranh của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này bổ ích hãy nhấn like, đăng ký và share để Hảo có thêm động lực để làm những video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.